Mới đây, sự xuất hiện của đoạn phim ngắn cho điều con thích đã khiến nhiều bạn trẻ phải suy nghĩ về quãng đường trưởng thành của mình. Không những thế, đoạn phim còn tạo nên một làn sóng tranh cãi trong cộng đồng các bà mẹ. Có người ủng hộ cách nuôi dạy con kiểu cá heo dạy con linh hoạt kiểu mẹ tin, có người chọn lựa phương pháp nghiêm khắc để con phát huy tối đa khả năng. Còn bạn, bạn muốn được trưởng thành theo cách nào? Lớn lên trong sự nghiêm khắc của những mẹ hổ nếu cứ để con thoải mái chơi. Thoải mái làm điều mình thích thì làm sao nó có thể nên người được? Tụi nhỏ mà cứ im im, cười cười thì tụi nó không nghe lời, rồi có chịu học hành đàng hoàng đâu mà. Không nghiêm khắc để cho tụi nó leo lên đầu sao? Đây không chỉ là quan điểm của một bà mẹ mà là tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh. Cũng chính vì lý do ở trên mà trong quá trình nuôi dạy con, những cha mẹ nghiêm khắc thường có xu hướng đưa ra rất nhiều quy tắc, đồng thời có phần hơi hung dữ với con để đảm bảo gia phong luôn được thực thi. Cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh khác, ba mẹ hổ cũng muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn con được hưởng thụ những điều mà ba mẹ chưa từng. Thế nhưng, họ lại đặt ra rất nhiều kỳ vọng cho con mà không để ý rằng những kỳ vọng đó có thể đang vượt quá khả năng của con. Bạn có phải là bé cọp luôn phải cố gắng hết sức từng ngày để làm vừa lòng ba mẹ, thậm chí đôi khi là quá giới hạn của mình để có bằng được những thành tích khủng trong cuộc đời của mình? Trưởng thành trong biển lớn như những chú cá heo con trai với mẹ hổ. Rất nhiều mẹ đang nuôi con theo kiểu cá heo vẫn có những quy tắc riêng, nhưng lại thiên về khuyến khích sự độc lập và sáng tạo của con trẻ hơn. Cách tiếp cận cân bằng này giúp phát triển ý thức tự chủ của bạn trẻ trong cuộc sống. Nhờ vậy, họ vẫn có thể làm theo các quy tắc và hướng dẫn thích hợp, nhưng vẫn giữ được ý kiến cá nhân cũng như sự độc lập trong suy nghĩ. Việc một đứa trẻ cảm thấy như thế nào sẽ quan trọng hơn việc nó đạt thành tích ra sao. Với họ, việc một đứa trẻ trưởng thành với niềm vui là điều quan trọng nhất. Bạn có phải là một chú cá heo con được tự do vùng vẫy trong biển lớn? Để con được làm một chú cá heo tự do vùng vẫy, ba mẹ bạn sẽ gặp phải rất nhiều rào cản. Nhất là khi thành tích vô hình chung đã trở thành một áp lực đè nặng trong tâm lý mỗi bậc phụ huynh. Như lời chia sẻ của một bậc phụ huynh, nhiều người cứ bản ra nói vào về việc tôi dạy con, cứ hỏi sao hời hợt không biết chăm lo cho con cái. Nhưng mà có phải cứ bắt nó học ngày đêm, danh giải này giải kia mới tốt đâu. Hạnh phúc và sự trưởng thành của bạn vẫn là điều quan trọng nhất dù bạn đã và đang đi qua hành trình trưởng thành như thế nào. Hãy luôn nhớ rằng, bạn xứng đáng có được hạnh phúc và sự thoải mái. Dù cho ba mẹ của bạn dạy con kiểu nghiêm khắc, thúc ép con bằng thành tích hay để con được tự mình lớn lên, họ vẫn là những người muốn đem đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất, để đạt được thành công trong đáng tự hào. Nhưng, hãy là người làm chủ cuộc sống, làm chủ hạnh phúc của mình khi bạn đã trưởng thành bạn nhé. Và đừng để những sai lầm của bất kỳ ai trong quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của bạn. Hãy thể hiện sự đồng tình của bạn với thông điệp, bỏ áp lực thành tích, nuôi dưỡng điều con thích của Ô Ván Tín bằng cách vào https://codiucanthi.canh14.vn để ủng hộ. Ra đời tại Thụy Sĩ vào năm 1904, thức uống lúa mạch vị sô-cô-la Ô Ván Tín với choline, vitamin B12, D3, canxi và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác giúp trẻ phát triển trí não và thể chất, sẵn sàng năng lượng để cháy hết mình cho những điều mình thích.